Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến, và hôm nay thì mời mọi người hãy cùng Vân tìm hiểu một mẫu máy lọc không khí đến từ thương hiệu Kangaroo. Thì mẫu sản phẩm hôm nay Vân giới thiệu có mã số đó là KG50F68. Thì công suất của nó là 200W và kích thước máy đó là 396 x 413 x 926 mm. Thì chức năng của nó đó là cơ chế làm mát tự nhiên kết hợp với sử dụng công nghệ làm mát bán dẫn, giúp giảm nhiệt độ hiệu quả. Hơn nữa thì thiết kế cửa lùa rất là độc đáo ở đây. Đây bạn, các bạn có thể thấy là cái kế cửa lùa độc đáo. Và hơn nữa thì màn hình LED sang trọng điều khiển bằng cảm ứng 3 chế độ gió là bình thường, tự nhiên và ngủ, với 4 lựa chọn tốc độ. Tốc độ thứ tư là tốc độ siêu nhanh, gió có thể đạt được hơn 12 m. Màn hình hiển thị nhiệt độ phòng, chế độ anion giúp thanh lọc không khí, tạo cảm giác dễ chịu. Hơn nữa thì kiểu dáng thiết kế đẹp và rất là phù hợp với không gian gia đình, văn phòng và nhà hàng. Ở phía trên này thì các bạn có thể thấy đây là cái bảng điều khiển, và chúng ta có thể sử dụng với những nút tương ứng. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ tôi xin chào tạm biệt.